Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 3 gồm có: trước hết là bản tin, tiếp đến là lá thư Vatican, và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp kiến nhân viên đài phát thanh và truyền hình RAI. Vatican, sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 3, tại Đại Thính đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha tiếp hàng ngàn nhân viên đài phát thanh truyền hình RAI của Ý nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền hình, 100 năm phát thanh, Ngài quảng diễn hai điều, phục vụ và công chúng. Trước hết về phục vụ, Đức Thánh Cha nói, trong lĩnh vực thông tin, phục vụ chủ yếu có nghĩa là tìm kiếm và thăng tiến sự thật, ví dụ, chống lan truyền tin giả. Phục vụ cũng có nghĩa là phục vụ quyền của công dân có được thông tin đúng, được truyền tải một cách không thành kiến, không đưa ra kết luận vội vàng, nhưng dành thời gian cần thiết để hiểu và suy tư, chống ô nhiễm nhận thức, bởi vì thông tin cũng phải là sinh thái, nghĩa là con người. Cuối cùng, phục vụ cũng có nghĩa là bảo đảm tính đa nguyên, tôn trọng các ý kiến và các nguồn khác nhau, bởi vì như Thánh Giáo hoàng Phaolô đệ nhị đã khẳng định, sự thật không bao giờ được áp đặt. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, công việc của các nhân viên đài truyền hình không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thông tin, nhưng còn liên quan đến phim truyền hình, các chương trình văn hóa giải trí, thể thao và thiếu nhi. Về điều này, Đức Thánh Cha nói, trong thời đại giàu kỹ thuật của chúng ta, nhưng đôi khi thiếu lòng nhân đạo, điều quan trọng là phải thúc đẩy việc tìm kiếm cái đẹp, khởi động sự năng động của tình liên đới, gìn giữ tự do, làm việc để mọi biểu hiện nghệ thuật giúp tất cả vươn lên, suy tư, biểu cảm, mỉm cười và thậm chí là khóc vì xúc động. Để tìm được ý nghĩa cuộc sống, một viễn cảnh tốt đẹp, một ý nghĩa không khuất phục trước điều xấu. Liên quan đến kỹ thuật và công nghệ, Đức Thánh Cha cho rằng cần phải hành động phòng ngừa, đề xuất các mô hình, điều hướng đạo đức để ngăn chặn những tác động có hại và phân biệt đối xử, bất công xã hội của các hệ thống trí tuệ nhân tạo và đấu tranh chống lại việc sử dụng chúng trong việc giảm tính đa nguyên, trong sự phân cực của dư luận hoặc trong việc xây dựng một tư tưởng duy nhất. Về điểm thứ hai, công chúng. Theo Đức Thánh Cha, điều này muốn nhấn mạnh rằng công việc của các nhân viên đài truyền hình RAI kết nối với công ích dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ cho một số người. Vì thế, cần phải cam kết xem xét và đặc biệt cho những người rốt cùng, người nghèo, những người không có tiếng nói và những người bị gạt ra bên lề có tiếng nói. Tính công chúng cũng bao hàm ơn gọi trở thành một công cụ phát triển kiến thức, giúp mọi người suy tư, mở ra những cái nhìn mới về thực tế và không nuôi dưỡng sự thờ ơ, và giáo dục người trẻ có những ước mơ lớn với tâm trí và đôi mắt mở ra với thế giới. Cuộc gặp gỡ giữa các giám mục Đức và giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng. Vatican, thông cáo chung giữa Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc gặp gỡ ngày 22 tháng 3 giữa các giám mục Ý và giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng. Các vấn đề thần học mở được nêu ra trong các tài liệu về con đường công nghị của giáo hội đã được thảo luận và hai bên đã xác định những khác biệt và những điểm đồng nhất. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ, về phía giáo triều Roma có các hồng y Victor Fernandez, Cục Khốc, Pietro Parolin, Robert Prevost và Arthur Roth và Đức Tổng giám mục Filippo Lannone. Về phía các giám mục Đức có các giám mục George Batzin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, các giám mục chủ tịch các ủy ban giám mục về phụng vụ, ơn gọi và hoạt động giáo hội, mục vụ, giáo hội Hoàn Vũ, Đức Tin, cũng như nữ tiến sĩ Bitgill, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Đức và ông Matthias Kopp, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục. Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày đã diễn ra trong bầu khí tích cực và mang tính xây dựng. Một số câu hỏi thần học mở được nêu ra trong các tài liệu của con đường công nghị của giáo hội ở Đức đã được thảo luận. Điều này có thể giúp xác định được những khác biệt và sự đồng nhất theo phương pháp được áp dụng trong báo cáo cuối cùng của Thượng Hội đồng về Giáo hội Hoàn Vũ vào tháng 10 năm 2023.
Hội đồng Giám mục Đức và Tòa Thánh đã đồng ý về một cuộc gặp gỡ sẽ được tổ chức thường xuyên giữa đại diện của hai bên để thảo luận về công việc tiếp theo của Con đường Công nghị và Ủy ban Công nghị. Hai bên đã đồng ý tổ chức cuộc họp tiếp theo trước mùa hè năm 2024. Thông cáo cho biết thêm, các giám mục Đức đã xác định rõ rằng công việc này sẽ tìm cách xác định các hình thức cụ thể của việc thực thi tín hiệp hành trong giáo hội ở Đức, phù hợp với giáo hội học của Công đồng Vatican II, các quy định của giáo luật và thành quả của Thượng hội đồng của Giáo hội Hoàn Vũ, sau đó sẽ trình lên Tòa Thánh để phê chuẩn. Giáo hội Ý đã giúp Haiti 40 triệu euro trong 10 năm qua. Roma, từ sau trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Haiti vào năm 2010, Giáo hội Ý đã không ngừng hỗ trợ nước này, không chỉ về mặt kinh tế mà còn bằng sự gần gũi của các nhà truyền giáo. Theo báo cáo Bước đi cùng nhau, trong hơn 10 năm qua, Giáo hội Ý đã hỗ trợ Haiti khoảng 40 triệu euro. Số tiền trợ giúp Haiti được rút từ số tiền thuế 8 phần ngàn mà Giáo hội Ý được nhà nước phân bổ, cũng như từ các tài khoản quyên góp đặc biệt được Hội đồng Giám mục Ý tổ chức trong năm 2010. Đất nước Haiti gặp nhiều khó khăn, khiến điều kiện xã hội không thể cải thiện. Năm 2016, cơn bão Matthew ập đến, và vào năm 2021, một trận động đất khủng khiếp khác tấn công phía tây nam Haiti, khiến hơn 2.200 người thiệt mạng, 650.000 người rơi vào tình trạng cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Giờ đây, các băng nhóm tội phạm đang tiến hành một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại chính phủ Haiti và đã tấn công các cộng đồng giàu có ở thủ đô Port-au-Prince. Giáo hội Ý tài trợ cho các dự án nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là động đất và bão, và phát triển kinh tế xã hội trong các lĩnh vực khác nhau, y tế, nông nghiệp, giáo hội và đào tạo. Đức Hồng Y Chipli Lăng Loa, Giám mục Lê Cây, giải thích trong một cuộc phỏng vấn, loại hỗ trợ khẩn cấp mà chúng tôi cần là nhận được sự hỗ trợ và các phương tiện thích hợp để khôi phục an ninh, đảm bảo ổn định, bảo vệ tính mạng con người và tài sản. Cũng cần phải góp phần tạo công việc và nghề nghiệp để người dân Haiti có thể sống xứng đáng nhờ thành quả lao động của mình. Giáo hội Ý còn hỗ trợ Haiti qua sự hiện diện của giáo hội với các nhà truyền giáo và các tu sĩ người Ý. Và điều này đã và đang tiếp tục là dấu chỉ hy vọng cho Haiti. Nhiều nhà truyền giáo đã hoạt động tại Haiti trong thời gian dài. Thậm chí, có những người đã hy sinh mạng sống, như Sir Luigi Delorto, dòng tiểu muội phúc âm của Thánh Charles de Foucault, đã bị giết ở Haiti vào ngày 25 tháng 6 năm 2022. Sir Luigi luôn đi đầu trong việc đảm nhận trách nhiệm, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, củng cố mạng lưới mục vụ và xã hội, thúc đẩy hoạt động tình nguyện, và trên hết là giáo dục với trung tâm cộng đồng Cây Chal, nơi sơ là nền tảng và linh hồn, hướng tới trẻ vị thành niên, thanh niên và nô lệ trẻ em tại khu ổ chuột thủ đô Port-au-Prince. Hơn 700 nhà truyền giáo của phong trào Reunion Christi giúp đỡ các giáo xứ ở Tây Ban Nha trong tuần thánh. Tây Ban Nha. Trong tuần thánh này, hơn 700 người với tư cách là những nhà truyền giáo sẽ đến các giáo xứ đang thiếu trợ giúp mục vụ ở Tây Ban Nha để giúp cử hành các mầu nhiệm cuộc thương khó. Thông qua hoạt động tông đồ của giới trẻ và gia đình truyền giáo của phong trào tông đồ Reunion Christi, Vương quốc Chúa Kitô. Từ thứ tư tuần thánh đến Chúa nhật phục sinh, 741 nhà truyền giáo sẽ đi đến 18 địa điểm ở 10 tỉnh của Tây Ban Nha. Tại một số nơi này, các cha xứ phục vụ 25 cộng đoàn. Cụ thể, 134 gia đình sẽ có mặt tại các tỉnh Albacete, Avila, Cáceres, Cantabria, Córdoba, Guadalajara, León, Madrid, Murcia và Valencia, nơi họ sẽ hỗ trợ các cha xứ bất cứ điều gì các ngài cần. Vì trong những ngày này, ngoài các công việc mục vụ thông thường, các ngài còn cử hành các nghi thức phụng vụ tuần thánh. Ông bà Miguel và Maria Jose tham dự hoạt động này hàng năm, và năm nay họ đặc biệt có động lực khi đảm nhận việc thành lập một nhóm truyền giáo mới nhằm vào các đôi vợ chồng trẻ có con nhỏ. Bà Maria Jose giải thích trong thông tin của phong trào Reunion Christi, các trẻ em sống sứ vụ như một trò chơi và cuối cùng các em bình thường hóa ý nghĩa của việc truyền giáo bằng cách nói về Thiên Chúa và Đức Mẹ như một điều gì đó bình thường.
Trẻ em không gặp vấn đề gì khi chặn người lớn lại trên đường và mời họ đến dự các buổi lễ. Các em bình thường hóa một điều gì đó không bình thường. Một trong những cha xứ sẽ nhận được sự giúp đỡ này là cha Gonzalez Guadix, phụ trách ba giáo xứ nhỏ ở vùng Sierra, ở phía bắc thủ đô Madrid. Tuần thánh này, cha sẽ có sự giúp đỡ của 6 gia đình, 3 chúng sinh và một linh mục từ dòng đạo binh Chúa Kitô, và cha thừa nhận rằng nhờ họ mà chúng tôi sẽ cử hành tuần thánh một cách trang nghiêm sốt sắng. Cha Miguel David Pozo León phụ trách các giáo xứ Santa Lucia de Marilac và San Martin de Porres hy vọng rằng các nhà truyền giáo trẻ sẽ tham gia vào hai dự án nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội và chào đón giới trẻ đường phố để giúp các em sắp xếp lại cuộc sống và đạt được mục tiêu của mình. Giới trẻ truyền giáo bắt đầu cuộc hành trình tại Tây Ban Nha vào năm 1994 và gia đình truyền giáo bắt đầu vào tháng 6 năm 2001. Tại các cứ điểm truyền giáo, các tu sĩ dòng đạo binh Chúa Kitô và các giáo dân thánh hiến của Reunion Christi cộng tác với các giáo dân. Vatican chuẩn bị tuần thánh. Vatican, ngoài những chuẩn bị quan trọng cho các cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha chủ sự, tiếp tục truyền thống gần 40 năm qua, trong những ngày này, công nhân của quốc gia thành Vatican và các chuyên gia đến từ Slovenia đang thực hiện việc trang trí đền thờ và quảng trường Thánh Phêrô với các loại cây cảnh đến từ Ý và nhiều loại hoa do các nhà trồng hoa Hà Lan tặng. Vào Chủ nhật lễ lá, ngày 24 tháng 3, hàng trăm ngàn nhánh ô liu do Hiệp hội Quốc gia Ý Città dell'Olio cung cấp sẽ được phân phát cho các tín hữu tham dự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô, trong khi những cây cọ Phoenix do con đường Tân Dự Tòng tặng. Công ty trồng hoa Flora Olanda ở Roma sẽ cho mượn những cây ô liu lớn để đặt gần tượng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ở các bậc thềm trước sân đền thờ và dưới chân cây tháp bút giữa quảng trường. Trong đêm vọng phục sinh, trong đền thờ Thánh Phêrô, việc trang trí hoa cũng sẽ được thực hiện nhờ sự đóng góp của các giáo sư trồng hoa của Trung tâm Công nghệ Sinh học NACLO ở Slovenia. Trong ánh sáng và niềm vui của Chúa Kitô phục sinh, lễ trọng phục sinh, Chúa Nhật ngày 31 tháng 3, với truyền thống đã có từ năm 1985, quảng trường Thánh Phêrô sẽ trở thành khu vực rộng lớn với nhiều màu sắc, với các hoa tulip, thủy tiên, hồng, lan, được tặng bởi Hà Lan, một trong những trung tâm cung cấp hoa lớn nhất thế giới. Các chuyên gia trang trí hoa của Hà Lan cùng với công nhân dịch vụ vườn và môi trường Vatican sẽ sắp xếp hàng chục ngàn bông hoa và cây cảnh trước bậc thềm đền thờ Thánh Phêrô, tạo thành một vườn hoa nhỏ đủ màu sắc với các loại hoa mang những ý nghĩa biểu tượng. Hàng năm, vào sáng Chủ nhật Phục sinh, Đức Giáo Hoàng cử hành thánh lễ tại sân đền thờ Thánh Phêrô và sau đó, vào lúc 12 giờ, Ngài xuất hiện tại ban công chính giữa đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp Phục sinh và ban phép lành Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới trước sự hiện diện của khoảng 100.000 tín hữu. Hàng ngàn bạn trẻ đến Roma tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa tuần thánh. Roma. Trong tuần thánh năm nay, sẽ có khoảng 3.000 bạn trẻ quy tụ tại Roma từ ngày 24 đến 31 tháng 3 để tham dự các nghi lễ phụng vụ với Đức Thánh Cha và một số cuộc gặp gỡ với Đức Cha Fernando Ocariz, giám mục của giáo hạt Tòng Nhân Opus Dei. Truyền thống này bắt đầu từ năm 1968 khi Thánh José María Escrivá đã truyền cảm hứng và thúc đẩy một cuộc gặp gỡ quốc tế của các sinh viên đại học đang tìm cách đào sâu đức tin của mình. Kể từ đó, hàng năm, hàng ngàn sinh viên đến Roma vào dịp tuần thánh. Bên cạnh đó, các tham dự viên sẽ có cơ hội tham gia các cuộc gặp gỡ của các đại học để nghiên cứu và thảo luận sâu về chủ đề yếu tố con người đối với trí tuệ nhân tạo. Mục đích của các cuộc thảo luận là tạo ra một không gian suy tư để những người trẻ khi đối thoại với các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau có thể nghiên cứu sâu hơn về cách đóng góp vào việc nhân bản hóa các môi trường xã hội và nghề nghiệp khác nhau. Quy tụ tại Roma là cơ hội để các bạn trẻ sống tuần thánh với đời sống cầu nguyện mãnh liệt hơn, tìm hiểu thành phố Roma, tham gia vào các chuyến tham quan có hướng dẫn viên đến các viện bảo tàng, triển lãm nghệ thuật, cũng như tham quan những nơi mà họ có thể đi theo bước chân lịch sử của giáo hội từ những thế kỷ đầu tiên. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Toàn thánh đau thương tại thánh điện. Kính thưa quý thính giả, trong tuần thánh này, khi giáo hội cử hành mầu nhiệm vượt qua của Chúa Cứu Thế, các tín hữu trong toàn giáo hội càng quan tâm đến tình trạng đau thương đặc biệt trong năm nay tại thánh địa do những diễn biến từ nửa năm nay sau cuộc khủng bố của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Theo Bộ Y tế của Hamas, cho đến nay đã có khoảng 32.000 người Palestine bị giết và hơn 74.000 người bị thương. Qua các cơ quan truyền thông, một vài vị lãnh đạo giáo hội tại Thánh Địa đã nhắc đến thảm trạng tại Thánh Địa và kêu gọi tình liên đới của các tín hữu hoàn vũ. Hôm thứ Sáu 22 tháng 3 vừa qua, cha Ibrahim Fantas, đại diện bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, đã nêu nhận xét rằng 7 sự đau khổ của mẹ Maria phản ánh những đau khổ của các bà mẹ ở Gaza hiện nay. Cha đưa ra nhận định trên đây trong buổi cử hành tại đền thờ Thánh Mộ Jerusalem tại bàn thờ Đức Mẹ Sầu Bi, nơi có pho tượng Đức Mẹ bằng gỗ được Hoàng hậu La Pia của Bồ Đào Nha tặng cho đền thờ Mộ Thánh cách đây gần 250 năm. Tại Jerusalem, Thánh lễ kính đức nhớ Đức Mẹ Bảy Sự đánh dấu sự khởi đầu tuần thánh. Tượng Đức Mẹ diễn tả Đức Mẹ bị lưỡi gươm đâm thâu qua ngực, phản ánh lời ngôn sứ Simeon nói với Đức Mẹ trong đền thờ: một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua lòng bà. Cha Fantas nói, 7 sự đau khổ của Đức Mẹ cũng giống như lịch sử của bao nhiêu bà mẹ ngày nay đang phải trốn chạy để tìm nơi trú ẩn cho con cái dưới bom đạn trong các cuộc dội bom, nơi mà tất cả xung quanh đều bị tàn phá. Đó là những bà mẹ không có lương thực để nuôi con mình hoặc đang tìm kiếm dưới những đống gạch vụn những đứa con nhỏ của mình. Và cha Fantas nói thêm rằng, vì thế chúng ta cần nhìn lên mẹ Maria, người dạy chúng ta chiêm ngắm thánh giá, mầu nhiệm cao cả về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta. Đức Mẹ Sầu Bi dạy chúng ta rằng cần đi vào mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Kitô. Mẹ Maria kết hiệp với đau khổ thập giá không bằng những sự kiện thể lý, nhưng nhất là bằng tình thương đối với Chúa Con. Buổi cử hành hôm nay mang lại cho chúng ta bài học về lòng cảm thương chân thành và sâu xa. Mẹ Maria chịu đau khổ vì Chúa Giêsu và với Chúa, và cuộc khổ nạn của Chúa Kitô là sự thông phần vào tất cả những đau khổ của con người. Cha Fantas là người gốc Ai Cập, phụ tá của cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, một đơn vị của dòng quy tụ hơn 300 tu sĩ thuộc nhiều quốc tịch, đảm trách việc quản trị các nơi thánh tại Thánh Địa. Mới đây, cha đã liên hệ và nỗ lực đưa nhiều trẻ em bệnh nặng ở Gaza sang các nhà thương nhi đồng ở Ý để chữa trị cho các em. Một dịp khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Ý nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, cha Fantas cho biết, trong chiến tranh này, bao nhiêu phụ nữ và trẻ em ở Gaza bị thiệt mạng, bao nhiêu em mồ côi, bao nhiêu bà mẹ mất con. Chúng ta không thể phân biệt và không thể xếp hạng bao nhiêu tai ương của chiến tranh. Nhân loại sẽ rơi xuống vực thẳm nếu không đáp ứng được những nhu cầu sơ đẳng của những người vô phương thế tự vệ. Các trẻ em ở Gaza thiếu lương thực và cũng như bao nhiêu trẻ em khác trên thế giới, các em đang chết đói. Bao nhiêu em mồ côi và bao nhiêu em trở thành người lớn trước tuổi. Các phụ nữ có nguy cơ mất mạng khi sinh con, các bà có quyền được bảo vệ và nâng đỡ. Cha Fantas cũng cho biết các phụ nữ ở Gaza sinh con trong những tình trạng vệ sinh rất xấu và kiệt sức. Họ sinh con bằng phẫu thuật mà không có thuốc tê, nhà thương thiếu điện, thiếu nước và thuốc men. Cần cấp thiết mang lại những câu trả lời cụ thể cho các trẻ em đang cầu cứu để có thể sống, cho các trẻ nhỏ đang đối diện với cuộc sống với bao nhiêu khó khăn, và không thể nói với các em rằng cái đói phải đợi cho đến khi những người hùng trên thế giới cho phép giải đói cho các em, hoặc sự đồng thuận dẫn dưng và im lặng để cho các em chết đói. Và cha Fantas kết luận rằng, chúng ta hãy cầu nguyện để ánh sáng sự thật đánh tan sự giả hình đi vào lương tâm con người. Chúng ta hãy bảo vệ những người đang chịu tai ương chiến tranh, cố gắng là tiếng nói cho những người không còn tiếng nói để xin sự thật, công lý và hòa bình. Về các sinh hoạt tuần thánh này tại thánh địa,
Cha Phantas cho biết vì chiến tranh, nhà cầm quyền Israel giới hạn việc lui tới các nơi thánh ở Jerusalem, nên số tín hữu tham dự các lễ nghi tôn giáo và phụng vụ cũng bị giảm bớt. Hiện nay, Israel chỉ cho phép các nam tín hữu Hồi giáo dưới 55 tuổi và phụ nữ dưới 50 tuổi được tới đền thờ trên núi là nơi thánh quan trọng thứ ba của Hồi giáo. Nhưng những biện pháp này cũng ảnh hưởng tới các tín hữu Kitô, khiến họ không thể tham dự các lễ nghi quan trọng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Avvenire Tương lai, số ra ngày 17 tháng 3 vừa qua ở Ý, cha cho biết cha định cử hành đàn thánh giá theo thói quen dọc theo Via Dolorosa, con đường Chúa Giêsu đã phát thánh giá, nhưng không được phép vì lý do đụng độ ở cổ thành nên không thể cử hành được. Vì quyết định của chính phủ, các tín hữu Kitô ở miền bờ Tây không được đến Jerusalem để cầu nguyện và cũng không thể tham dự cuộc rước Chúa Nhật lễ lá. Cha Phantas nhận xét rằng sự trừng phạt tập thể như vậy nhắm vào mọi người Palestine không phân biệt tôn giáo của họ. Có sự leo thang nhiều hơn tại thánh địa vì lực lượng Hamas kêu gọi gia tăng các cuộc phản đối và tấn công Israel trên toàn lãnh thổ vào ngày thứ Năm, 21 tháng 3 này, áp thứ sáu đầu tiên của tháng chay tịnh Ramadan. Cha Phantas kêu gọi các tín hữu rằng, trong bối cảnh xung đột tàn hại, nhu cầu cầu nguyện càng được cảm thấy mạnh hơn và trở thành một sự cần thiết đối với những người có tín ngưỡng. Chiến tranh, oán ghét, bất hòa không để cho các tín hữu cầu nguyện tại các nơi thánh và đó không phải là điều đúng. Jerusalem ở trung tâm bất hòa, chúng ta hãy xin Chúa biến nó thành trung tâm của hiệp nhất, tôn trọng và yêu thương đối với toàn thể nhân loại. Về phần Đức Hồng Y Pier Battista Pizzapala, thượng vụ Công giáo Jerusalem, Ngài mô tả tình trạng tại thánh địa hiện nay là không thể chịu nổi và lần đầu tiên dân chúng phải đương đầu với nạn đói. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Công giáo TV2000, truyền đi ngày 21 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Pizzapala nói, xét một cách khách quan, tình hình thật không thể chịu nổi. Chúng tôi luôn có rất nhiều vấn đề thuộc loại này, kể cả tình trạng kinh tế tài chính đã luôn luôn rất bấp bênh, nhưng không bao giờ có nạn đói. Nhưng nay, lần đầu tiên chúng tôi phải đương đầu với nạn đói. Đây là điều không thể chịu nổi. Đức Hồng Y cũng nói rằng tất cả các cộng đồng tôn giáo, chính trị và xã hội phải làm tất cả những gì có thể để khắc phục tình trạng này. Sự yếu kém của Mỹ tạo nên tình trạng tiến thoái lưỡng nan vì cho đến nay vẫn luôn có người giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề. Giờ đây tất cả những điều ấy không còn nữa, chúng tôi phải thực hiện ngay tại đây. Tôi không biết bằng cách nào và khi nào người ta có thể làm được. Áp tuần thánh, Đức Hồng Y Pizzapala chấn an rằng sẽ có những phép được cấp cho các tín hữu Kitô sống tại các lãnh thổ Palestine được tới Jerusalem. Ngài nói, các giấy phép sẽ được cấp cho chúng tôi. Chúng tôi đã nhấn mạnh với chính quyền Israel rằng nếu họ cho phép người Hồi giáo được tới Jerusalem nhân dịp tháng chay tịnh Ramadan, thì họ cũng phải cho phép các Kitô hữu vào dịp lễ phục sinh. Cho dù ít hơn, nhưng chúng tôi cũng sẽ được hàng ngàn giấy phép cho lễ lá cũng như lễ phục sinh. Đây sẽ là một lễ phục sinh khó khăn. Tôi nghĩ đến sự cô đơn của Chúa Giêsu tại vườn Gethsemane. Nỗi cô đơn ấy cũng là nỗi cô đơn của tất cả chúng tôi. Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho Trung tâm Thông tin Kitô ở Roma hôm 22 tháng 3 này, Đức Thượng Phụ tuyên bố rằng, nay cũng đã đến lúc mời các tín hữu trở lại hành hương tại Thánh Địa. Tôi hiểu rất rõ rằng có nhiều lo sợ. Tôi hiểu rằng từ các phương tiện truyền thông, những hình ảnh làm kinh hãi, nhưng tôi thiết nghĩ hành hương là điều có thể thực hiện ngày nay. Hành hương là điều chắc chắn dù không hoàn toàn như trong quá khứ, nhưng đó sẽ là một hình thức rất đẹp, rất cụ thể để nâng đỡ cộng đoàn nhỏ bé ở Bethlehem. Nói về phục sinh, Đức Hồng Y tái khẳng định rằng kinh nguyện trước hết là một trợ lực lớn, nhất là vào dịp phục sinh. Vì hai thời điểm chính của năm phụng vụ, Giáng sinh và phục sinh, không thể cử hành mà không nhắc đến tên Jerusalem. Vì thế, vào đặc biệt vào dịp phục sinh, đó là một vòng tay ôm mà toàn thể giáo hội trên thế giới trong kinh nguyện dành cho giáo hội tại Jerusalem, nơi mà lễ vượt qua đã được cử hành và ngày nay còn được cử hành tại cùng những nơi như xưa kia. Và đó cũng là lúc trong đó có cuộc lạc quyên thứ sáu tuần thánh để giúp thánh địa một phương thế quan trọng. Kinh nguyện phải biến thành hành động, thành một cử chỉ, một sự quan tâm cụ thể, nhất là đối với giáo hội nhỏ bé này. Đức Hồng Y Thượng Phụ kết luận rằng,
không thể nghĩ đến Jerusalem và thánh địa không còn tín hữu Kitô. Ngay từ đầu thời Chúa Giêsu, các tín hữu vẫn luôn tự về những nơi này để tưởng niệm chính cuộc đời của Chúa Giêsu, đặc biệt trong tư cách là giáo hội. Vì thế, điều quan trọng là chứng tá này cũng là ơn gọi của giáo hội tiếp tục tại thánh địa này với một cộng đoàn tuy bé nhỏ nhưng vẫn giữ sinh động ký ức cụ thể và những gì Chúa Giêsu đã làm tại đây. Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Chuyện ngắn Bồ Nhìn Rơm của tác giả Hải Miên, trích trong mục đồng số 16. Người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Đoạn đường gập ghềnh vung vãi rơm rạ nay được trải nhựa thanh thang. Tôi thả từng bước chân đến căn nhà chìm liệm giữa cánh đồng rộng lớn. Hai bên đường dòng kinh sáng dẫn nước chảy xuôi, từng cơn gió kéo nhau đẩy nắng đông đưa trên những bông lúa vàng ươm. Phía xa xa, cây thánh giá trầm mặc năm nào vẫn an yên trên ngọn đồi đầy gió. Một vài con bồ nhìn rơm lác đác giữa đồng. Thấy tôi, anh hồ hởi chạy ra tận ngõ, gương mặt bừng sáng phủ lấp đi những khắc khoải và niềm đau. Vậy là đã hơn 10 năm rồi kể từ lần đầu tiên tôi ghé thăm anh. Đẩy cánh cổng khép hờ nơi hàng rào dâm bục, tôi bước đi trên lối nhỏ được lót gạch xen lẫn cỏ dại. Đến nơi, tôi thấy ngoại anh ngồi trên chiếc ghế sau hè. Ẩn sâu trong đôi mắt ngoại là một nỗi buồn man mác. Sự xuất hiện của tôi cũng có thể là nguyên cớ cho nỗi buồn chưa nguôi ấy sống dậy, âm ỉ và giày xéo cả gia đình. Thấy chúng tôi, ngoại móm mém nhai trầu rồi khen đứa nào đi tu cũng đẹp. Anh cười hiền, gật gù như muốn đáp lại lời của ngoại. Ngoại mời tôi vào bên trong, rót nước rồi lại tiếp tục công việc. Đến khi chỉ còn hai chúng tôi, anh bảo ngoại đã già nên thường hay quên, cứ nghĩ anh vẫn còn đi tu như ngày trước. Nghe vậy, tôi tự nhủ sẽ không nhắc đến chuyện đi tu khi có ngoại cạnh bên. Buổi chiều đầu tiên ở nhà anh, trời mưa dai dẳng. Từng đám mây thâm u kéo nhau làm bầu trời tối mịt. Nước tràn vào ruộng lúa một màu u buồn mệt mỏi. Tôi nhớ, ngày anh rời chủng viện, một cơn mưa bất chợt cũng đổ ngang như muốn gột bỏ mọi thứ. Anh về ai cũng buồn. Thánh lễ, giờ kinh, tiết học đều trống vắng một chỗ ngồi. Nhìn khoảng không chơi vơi giữa những chiếc ghế, cảm giác hụt hẫng cứ như chen ngang. Mưa đầu mùa ở quê có vẻ nặng hạt, nước tung tóe khắp nơi rồi nối đuôi nhau thành dòng. Không đi chơi được nơi đâu, tôi và anh chỉ lui tới trong nhà, ngồi co ro giữa hàng hiên, nhìn từng hạt mưa giăng mắt. Tôi hỏi, mọi người có sầm xì về anh không? Vẻ mặt anh ngại ngùng. Tôi biết, lỗi lầm ai cũng có, nhưng để đứng lên sau lỗi lầm không phải ai cũng làm được. Sau câu hỏi vô tình ấy của tôi, anh nhìn về phía xa,
nơi ẩn hiện nóc nhà thờ của xóm đạo mà trả lời: Riết thì cũng quen thôi, nhưng anh vẫn đợi thêm một thời gian nữa thì mới dám đặt chân đến nhà thờ. Nghe biết vậy, tôi chẳng buồn hỏi thêm, nhỡ đụng vào nỗi đau trong anh thì tôi thêm phần ân hận. Việc đi tu và trở về không còn là chuyện lạ, nhưng áp lực từ gia đình hay hàng xóm luôn làm người quay gót trở về cảm thấy lạ với những thứ thân thuộc trước kia. Tôi chỉ lo sợ, không biết anh có cảm thấy lạ lẫm với cả Chúa hay không. Nhưng cũng thật may mắn, bởi gia đình lại là chỗ dựa vững chắc cho anh ngay lúc này. Anh bảo ba má không hề thăng trách anh vì bất cứ điều gì. Ngay từ khi tôi xuất hiện nơi đây, ba má anh lúc nào cũng niềm nở. Nhìn hai bác, tôi chẳng thể nhận thấy bóng dáng của nỗi buồn đang vương vấn trong căn nhà. Có lẽ ba má anh phải làm vậy để anh quên đi nỗi buồn. Ba má muốn gia đình là điểm tựa để anh có thể đứng lên sau lần vấp ngã đớn đau. Suốt một ngày hôm ấy, trời không thôi trút nước. Mọi thứ chung quanh tôi cứ chìm vào sự ảm đạm thê lương. Sáng hôm sau, trời bỗng ráo hoảnh. Từng giọt nắng giòn tan trên những cọng rơm vung vãi giữa sân. Tôi lọ mọ ra khỏi nhà khi nghe tiếng đẻo đục bên ngoài. Sự thanh bình của vùng quê làm tôi thoải mái. Anh đang hì hục bên từng nắm rơm vào hai cành tay chắp nối thành hình chữ thập. Anh muốn làm một con bù nhìn bằng rơm để đặt giữa cánh đồng. Bất chợt, một người phụ nữ xuất hiện bên ngoài hàng rào dâm bụt, đưa mắt nhìn chúng tôi. Ê, tối qua ông ba có đi soi ếch không? Tôi ngơ ngác nhìn người phụ nữ cắp nón bên hông, vô tư đẩy từng lời về phía anh. Anh đáp lại bằng câu nói nhẹ bẩn. Dạ có, nhưng ba vẫn chưa về thím tư à. Coi kiếm việc mà giúp ba mày đi chứ, ở nhà riết rồi giống con bù nhìn luôn đó. Dứt lời, người phụ nữ buông tiếng thở dài rồi rời đi. Nghe xong câu nói đó, một khoảng lặng thinh tự nhiên ùa đến. Anh giấu ánh mắt bối rối sau nụ cười nhạt tên. Tính thím tư vậy đó, nhưng trong bụng chẳng có gì đâu. Tôi không biết những lời anh nói được bao nhiêu phần trăm là sự thật. Tôi hơi bất ngờ khi chính mình phải chứng kiến những điều đáng buồn đang xảy đến với anh. Cũng từ đôi môi ấy, đã từng gọi anh một tiếng thầy, hai tiếng cũng thầy, ngon ngọt. Nhưng sau nay, vô tình đến thế. Cũng đôi môi ấy, nguyện kinh sớm tối để chúc tụng Thiên Chúa. Nhưng nay lại khiến người khác đau thắt đến quặn lòng. Xóm làng từng là tổ ấm một thời, nay bỗng chốc biến thành luyện ngục. Nơi đó không tra tấn thể xác, nhưng làm tinh thần anh mưng mủ và rớm máu. Tôi đã đến và cảm nghiệm vậy. Còn với anh chưa một lần nói ra những điều ấy bao giờ. Chiều đến, khi những chùm nắng vẫn còn len lỏi sau từng đụng mây phủ trên bầu trời, anh dẫn tôi ra đồng. Con bù nhìn rơm được khoác lên mình một bộ đồ tả tơi để tung bay trong gió. Một chiếc nón lá mục nát được đặt lên đỉnh đầu. Từng cơn gió lùa qua làm những chiếc lon va vào đá, kêu lẻn kẻn. Anh bảo đã đến đây là phải thưởng thức món cá đồng. Anh bày biện tất cả ra giữa bờ ruộng, đặt con cá trê lên đống lửa tí tách cùng mấy ly rượu nhâm nhi. Anh tâm sự với tôi đủ thứ chuyện trên đời. Những môn triết học nơi chủng viện tưởng chừng anh đã quên, nhưng anh vẫn còn nhớ răm rắp. Được dịp, anh ôn đi nhắc lại bằng việc pha trò vào thực tế của cuộc sống. Anh gọi đó là hiện sinh. Anh nói
cuộc đời anh khác chi con cá này, tung tăng vậy vùng trong hạnh phúc, nhưng chỉ vì một phút yếu lòng liền bị vứt lên bờ, khép lại cuộc đời bằng những mảng đen bong tróc. Nghe xong câu nói vẩn vơ, hai anh em cười tíu tít, nhưng tôi nhận ra sự thấm thía bên trong. Lời xì xầm của người đời khác chi ngọn lửa táp thẳng vào tấm thân anh, để rồi anh phải đớn đau và bẻ mặt. Nhưng rồi anh vẫn gắng gượng và cam chịu. Anh tiếp lời, chết như con cá này đâu phải là hết. Nó chết nhưng vẫn chuyển hóa được dinh dưỡng cho con người. Nó vẫn tồn tại nơi thế giới linh tưởng của Plato. Trong mọi chuyện, quan trọng là cách mình nghĩ. Chúa không đóng tất cả cánh cửa của con người ta bao giờ. Chiều đó, giữa cánh đồng thơm mùi lúa trổ, nghe những lời của anh, tôi cảm thấy lòng mình được an yên. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được nghe những câu chuyện bông đùa nhưng đầy ý nghĩa trôi tuột từ miệng anh. Những câu nói hớm hỉnh, thân quen đã im bặt từ lâu trong một khoảng lặng buồn mà cả tôi và anh chẳng ai muốn tìm về. Hôm trước ngày rời đi, anh lại dẫn tôi ra đồng. Giữa những ruộng lúa dập dìu trong gió, người ta dựng lên nhiều con bồ nhìn rơm, đủ kích cỡ, đủ loại quần áo tả tơi, chỉ giống nhau là được treo lên hai khúc gỗ hình chữ thập. Dọc theo dãy thành ruộng kéo dài, anh dẫn tôi lên một ngọn đồi phía sau cánh đồng. Đó là ụm đất nhô cao gần con đường dẫn vào xóm đào. Trên ngọn đồi, người ta đặt một cây thánh giá. Xuôi theo con dốc là 14 chặng đường Chúa đã đi qua. Giữa khoảng không ngập gió, anh chiêm ngắm thánh giá thật lâu. Anh nói, không chỉ mình cô Tư bảo anh là con bù nhìn, nhiều người còn buông lời đớn đau hơn thế. Dẫu biết rằng con bù nhìn rơm hay tượng chuộc tội chỉ khác nhau khi đến thật gần, bởi cũng là dáng người gắn trên những thanh gỗ hình chữ thập, nhưng khác biệt hơn cả là nơi cách nghĩ của từng người. Mỗi lần ra đồng, không bao giờ anh nghĩ mình là con bù nhìn rơm. Anh luôn hướng lòng mình về hình ảnh giống con bù nhìn trên ngọn đồi này. Đứng mãi phía sau, tôi thấy tấm lưng anh đã cong hơn ngày trước. Có lẽ anh đã phải cúi mặt gục đầu trước người đời khi hai chữ tu xuất kèm theo lời mai mỉa theo gió cứ chui tọt vào tai. Được một lúc, tôi lấy hết can đảm để giải tỏa những khúc mắc vẫn còn vướng víu trong lòng. Tôi hỏi, tại sao lần đó anh quyết định giữ im lặng rồi rời chủng viện? Tại sao anh không phân minh cho bản thân? Anh chỉ cười rồi đáp, một nửa sự thật vẫn không phải là sự thật. Tình ngay lý gian, nên im lặng là cách tốt nhất. Anh hiểu bản thân anh và có Chúa thấu suốt anh. Nghe những lời như thế, tôi chỉ biết để những suy nghĩ mông lung ấy tan vào hư không. Anh là người trong cuộc, anh hiểu sự tình hơn ai hết. Anh chấp nhận, cớ gì tôi còn phải băn khoăn. Nhìn ánh mắt thành kính của anh ngước lên tượng chuộc tội, lòng tôi như thắt lại. Con bù nhìn rơm nào rồi cũng sẽ hóa thành tro bụi khi vụ mùa kết thúc, bởi chúng chỉ là tạm thời. Chỉ có bức tượng chuộc tội này sẽ còn mãi nơi đây và sống mãi trong anh và cả tôi. Xuyên qua từng bông nắng rơi rụng giữa khoảng sân, anh dẫn tôi vào bên trong. Khung cảnh vẫn vẹn nguyên màu ký ức đượm buồn của những câu chuyện cũ. Bên ngoài cánh đồng, khuất sau những con bù nhìn tung bay trong gió, tôi thấy những người thợ gặt vẫn miệt mài giữa ngày nắng hanh hao.
sau lần tôi ghé thăm, anh quyết định tiếp tục con đường theo Chúa. Những năm tháng tu học bên một đất nước xa lạ, vắng tiếng quê hương, anh vẫn thường tâm sự với tôi. Nơi đất nước xa xôi đó, anh kể, anh đã từng giúp người dân làm những con bù nhìn rơm để đặt giữa cánh đồng. Con bù nhìn ấy bỗng biến thành động lực trong anh lúc nào chẳng hay. Giữa gian nhà, mấy người hàng xóm vẫn đang tay bắt mặt mừng. Họ mừng vì giáo xứ có thêm một tân linh mục. Cụ Tư đứng bên hàng dâm bục năm nào nay đã già hơn xưa. Đôi môi vẫn không ngừng mấp máy gửi trao những lời chúc mừng. Có lẽ họ cũng đã quên những lời cay nghiệt từng ném thẳng vào mặt anh. Thôi thì, những thứ không cần nhớ thì cứ để nó được quên đi, để nỗi buồn trong anh cứ thế được chôn lấp theo thời gian. Nắng chiều miền Trung hôm ấy cứ an nhiên chiếu tỏa. Nhìn cánh đồng lúa mênh mông triệu hạt, tôi thầm tạ ơn Chúa vì Ngài đã biến con bù nhìn trong mắt người đời thành người thợ gặt lành nghề cho Chúa. Chúa ơi! Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.